Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Các bạn thân mến, đây là hoạt động tổ chức Giáng sinh hàng năm tại Miss Xuân English nhằm tạo ra một sân chơi để gắn kết tất cả các học viên tại Miss Xuân English. Trong mùa lễ hội năm nay thì toàn thể đội ngũ của Miss Xuân English đã tổ chức một cái sự kiện rất là hoành tráng. Và sau đây cô Xuân sẽ giới thiệu với các bạn những hoạt động chính của chương trình kỳ này nhé. Thứ nhất đó là hoạt động chuẩn bị. Hoạt động này các bạn sẽ thực hiện ở nhà. Trong hoạt động chuẩn bị các bạn lưu ý, đầu tiên chúng ta sẽ nhấn vào nút bình chọn trong các nhóm Zalo cũng như là nhóm Facebook mà Miss Xuân đã tạo để điểm danh. Và cũng là cách mà trung tâm biết là có bao nhiêu học viên tham gia để chuẩn bị quà cũng như là chuẩn bị các cái chương trình hậu cần khác. Các bạn lưu ý nha, phần chuẩn bị ở nhà của chúng ta quan trọng nhất đó là các bạn phải có một phần quà bất kỳ và nhớ là phải gói quà lại. Đây cũng là một sự tôn trọng đối với người nhận đó các bạn. Lưu ý vì chúng ta đang chơi đổi quà nên bạn nào không mang theo quà sẽ không có quà mang về đâu nhé. Lưu ý mang theo một món quà, đem về ít nhất hai món quà. Các bạn có thể mời thêm một bạn không học ở trung tâm cùng đi theo mình. Đây cũng là một cái dịp để chúng ta có thể cùng chia sẻ, cùng tận hưởng những cái không gian lễ hội và đặc biệt với những người bạn mà chúng ta thích nhất. Cái thứ hai đó là chương trình check-in và hướng dẫn vào phòng chơi. Hoạt động này chúng ta sẽ thực hiện khi các bạn đến với trung tâm Miss Xuân Tiên Liệt đúng giờ mà Miss Xuân đã ghi trong cái thiệp mời cũng như là trong những cái thông tin Miss Xuân gửi vào mỗi nhóm Zalo và nhóm Facebook. Các bạn lưu ý khi các bạn đến, các bạn sẽ đến đúng giờ nhé. Chúng ta sẽ làm một cái thủ tục, đó là thủ tục check-in tại quầy. Tại đây thì sẽ có một đội ngũ của Miss Xuân English hướng dẫn các bạn làm các cái thủ tục để mà mình làm đúng. Và nếu các bạn làm đúng thủ tục thì các bạn sẽ có cơ hội nhận thêm một phần quà vô cùng đặc biệt từ trung tâm năm nay nhé. Và phần quà này sẽ được giữ bí mật cho tới lúc bốc thăm. Kế tiếp các bạn lưu ý nha, trong cái thời gian mà ban đầu thì các bạn sẽ không biết phòng của mình ở đâu đâu, cho nên là các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của ban tổ chức nhé. Qua phần kế tiếp đó là phần tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận quà. Các bạn, đây là một trong những điểm nhấn năm nay. Mỗi một khối, mỗi một cấp thì cô Xuân đã chuẩn bị rất là nhiều những cái hoạt động bổ ích và hứa hẹn các bạn phải lăn xả, các bạn phải làm việc cùng nhau để tạo ra những cái kết quả thật là tốt nhất cho đội của mình cũng như mang về những phần quà thật là ấn tượng nhé. Trong phần này các bạn lưu ý là chúng ta đừng có mắc cỡ nha, chúng ta phải thể hiện cũng như là chuẩn bị trổ tài, những tài lẻ của chúng ta trong những phần này. Những bạn nào mà có những phần thi rất là tốt sẽ được cộng điểm vào trong cái phần học cũng như là nhận những phần quà rất là ấn tượng. Các bạn thân mến, chúng ta đã đi qua được 3 phần rồi và đây là phần thứ tư, phần vô cùng đặc biệt trong năm nay, đó là rút thăm may mắn. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái cơ hội rút thăm trúng thưởng những phần quà rất là hấp dẫn của Miss Xuân English trong năm nay. Các bạn lưu ý nha, chúng ta chờ đến phút cuối để có phần này. Và lưu ý, rút thăm may mắn không phải ai cũng nhận được, chỉ những bạn làm đúng các cái nội dung đã thực hiện ngay lúc check-in. Ở đây Miss Xuân cũng muốn nhấn mạnh một cái, đó là quý phụ huynh của các bạn nhỏ lớp kids, lớp tiểu học ấy, bởi vì các bạn không biết các cái thủ tục check-in đâu, cho nên là quý phụ huynh khi đưa con mình đến ấy, thì quý phụ huynh chịu khó vào và đi vào cái quầy check-in để nghe hướng dẫn nha. Nếu như mà mình có thể làm được cái phần check-in đó đúng á, thì cũng là một cái cơ hội để các bạn nhỏ có thêm một phần quà rất là đặc biệt từ trung tâm ạ. Miss Xuân xin cảm ơn các bạn và quý phụ huynh đã lắng nghe và hy vọng rằng Miss Xuân và các bạn có thể gặp nhau vào đúng các khung giờ mà Miss Xuân đã đăng ở bên đây nhé. Các bạn đừng quên, mình hãy mặc đồ xinh để có thể chụp hình lung linh nha. Ngày hôm đó bảo đảm các bạn sẽ có những thước hình dễ thương để làm kỷ niệm trong năm nay đó. Miss Xuân cảm ơn các bạn và quý phụ huynh.